bây giờ thì thử thách như sau. Chị Yến cột tóc cho Tino rồi xong hai người hát bài này. Vô cột đi em. Tóc Tino còn thì cột đi em. Trời ơi chị. Tóc ngắn mình cột theo kiểu ngắn chứ mình lo cái gì. Ok. Ủa thiệt á hả? Thiệt. Trời ơi. Ủa đứng dậy vỗ tay mạnh lắm mà. Ủa tớ tưởng là tóc này là cột không được. Coi cột sao. Ngồi xuống đi. Yến cột cho Tino nè. À quên. Nè từ từ bổ sung. Nè nè nói nhỏ gì đây? Không biết đâu, không biết đây là nói gì. Đây hả? Cột xong hát rồi nhảy luôn nhá. Ok. Hai bạn em. Ok nhanh lắm, không sao cả. Mọi người yên tâm. Cứ like và share nhiều đi bởi vì biết sao không? Cứ mỗi móc là bóc sẽ đặt ra nhiều người thách thức. Tóc mình là mình chuốt keo, mình xịt keo đó. Bạn cột cái tên nó là nó như vậy luôn đó. Cột đến cuối clip luôn đi. Cột sao cho nó hề hước đi chị nha. Mình đã đồng ý thực hiện thử thách thì mình không phải nằm trong nhiều. Thật, vỗ tay hoan hô này kia các thứ thấy vui vẻ lắm cơ mà. Sôi động lên, hưng phấn lên, chưa hề hước lắm. Tóc còn dư mà chị. Có thể... Em thôi đi bắp à. Dạ. Như vậy là quá đủ với anh rồi. Không, em thấy không có đủ một tí nào anh ơi. Bà chỉ có bộ tóc giả ở đây em ơi. Tóc nó xinh keo nữa, sáp sụp nữa. Đúng rồi, em biết không, bây giờ mà tí nữa mở ba cụm thun này ra là đầu anh y chang vậy luôn. Chị ơi, em nói nhỏ nè. Cái gì? Bây giờ em kiếm được giả. Thôi nghe hả? Xong nghe. Em nói bằng cái micro chứ phải nói bằng thì em thầm. Em nói micro là cho khán giả coi không nghe. Anh vẫn nghe. Bộ tóc giả cột lên nó nhiều cái cách cột hơn. Đâu tóc giả đâu, có không? Làm gì có ai thương em. Thôi mình tạm thời đi. Em vẫn yêu đời, vẫn hát có với đất trời. Halloween gì vậy trời? Mà đội thế này. Ờ đã không. Đây. Đấy phải đội thế. Thấy ghê quá. Nhìn vậy không ra cái hình thù gì hết trơn á. Coi không, vậy đẹp đúng không? Ê mình lấy cái này mình làm mái đi chị. Mình làm mái mình bày qua đây chứ mình làm mái. Làm cái tóc mái đó. Mấy bạn có vẻ hào hứng nhỉ? Ôi vui mà, sống mà. Bạn làm mái mà. Đây. Mái đó. Đây mái này hơi xấu. Mái là mái của những năm ngày xưa. Tôi sẽ ghi nhớ cái mặt bạn cười tôi ngày hôm nay nha bạn Yến. Rồi bây giờ chúng ta hãy chỉnh đốn lại trang phục coi nào. Chuẩn bị làm lễ chào cờ nhá. Ôi hai cái rìa thật là dễ thương như là cái rau con tôm hùm nữa. Ôi khuôn mặt thật là hợp với bộ tóc này chị ha. Đúng không chị? Hợp quá, thật là beautiful. Có phát hiện ra một cái tài năng mới của Hoàng Yến GP đó là khả năng làm mẫu tóc đúng không bạn? Vậy hả? Làm mẫu tóc, tạo mẫu tóc. Trời ơi, anh á, anh giới thiệu luôn, anh là vậy người nào, người đàn ông giả gái mà như đàn ông để tóc dài vậy đó. Điều đó ai cũng biết. Bây giờ nào, thực hiện thử thách nào. Xong rồi đúng không? Trời em à, nghe. Bớt tình tứ với nhau lại nào, bây giờ là nhảy và hát nha. Bạn phải đứng bên đây nè bạn Yến ơi. Phải hát xong nhảy nữa. Giờ mình nhảy cho nó gọi là over lên một xí thì nó mới đẹp. Over là sao? Rồi, okay. Cái quần này dễ rách rách. Rồi bật lại cái đoạn nhảy. Còn cái váy này dễ lật lắm nên là không có over được. Over này. Over. Rồi lại một xíu nè. Cho nhạc và mà cho to âm lượng xíu, lớn lên xíu giúp em nè. Ngồi tắt chân rồi ha. Tino ha. Tino hát hả? Tino là người hát hả? La 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 la, em vẫn yêu đời. La 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 la, em vẫn yêu đời. Mày phải hát kiểu yêu đời bà Tino. La 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 la, em vẫn yêu đời. La la la. Một mai anh sẽ đôi bên người anh mến thương. Đó sẽ thế nào sẽ cùng em đón đưa. Ha, em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với mây trời. Với đất trời, I hơn yêu đời, cái mây trời, trời chẳng nghi ngợi. Yêu đời vẫn ở nơi phải ngỏ lời. Không phải luôn. Bây giờ em chúng chân em yêu thôi. La 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 la, hey. La 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 la. La 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 nè. La Bạn tự hào về tôi không? Không. Tại sao? Trả đây. Chị làm ô ấy chương trình rồi. Dạ.
sao mà ô uế cơ chứ?